vùng quê Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, sau vụ lúa, cả làng rơi vào cảnh nông nhàn. Tìm việc làm thuê cũng không dễ khi dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp. Nhưng gia đình bà Lan thì lại khác, có việc làm cả ngày. Thừa đất sau nhà, bà không trồng lúa mà trồng rau. Nhờ vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội theo diện hộ thoát nghèo, bà Lan có tiền để nâng mặt bằng thửa đất, từ đó trồng được rau. Vậy là ngày ngày có rau thu hoạch. Không ai nghĩ một hộ vừa mới thoát nghèo như gia đình bà Lan lại có đồng ra đồng vào ngay trong mùa dịch bệnh. Tại vì mới thoát nghèo á thì nó cũng còn là lủng củng. Vốn liếng thì không có, cũng lủng củng. Mà khi được nhà nước giúp nữa thì nó rất vững. Mình nghĩ ra làm cái này cái kia. Đầu năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều về chính sách tín dụng đối với hộ vừa mới thoát nghèo. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30 tháng 3 năm 2021. Như vậy, sau một thời gian tạm ngưng, kể từ đầu tháng 4 đến nay, các hộ vừa thoát nghèo tiếp tục được vay vốn. Cái quyết định 02 là cái việc mà tiếp tục cho vay cái hộ mới thoát nghèo thì tất cả các đối tượng này thì rất là mừng, tại vì họ có được cái nguồn vốn tiếp tục là sản xuất kinh doanh, là ổn định cuộc sống và không có cái tái nghèo trở lại. Chỉ trong vòng một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho hơn 1.000 hộ vừa mới thoát nghèo vay vốn với tổng nguồn vốn hơn 50 tỷ đồng. Giữa khó khăn dịch bệnh, giúp các hộ thoát nghèo tiếp cận được nguồn vốn cũng đồng nghĩa trao cho họ cơ hội để thoát nghèo bền vững. Trả lãi bên này nó nhẹ mà mình tiết kiệm được, mình không có lo. Còn nếu mà mình vay ở bên ngoài là thôi mình bó tay. Những hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo là những trường hợp rất dễ rơi vào cảnh cùng cực khi hơn một năm qua, dịch bệnh COVID-19 tác động đến cả nền kinh tế và ảnh hưởng đến mọi gia đình. Có được nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ thoát nghèo không rơi vào vòng xoáy tín dụng đen. Ngược lại, chủ động được nguồn tài chính gia đình để duy trì công ăn việc làm. Đấy là cách để giúp các hộ vừa mới thoát nghèo bước qua được những tháng ngày khó khăn do dịch bệnh, và đó cũng là cách để thoát nghèo bền vững.